Một gánh bánh căn nhỏ bán ở trước hiên nhà thôi và bàn ghế được bày ở phía ngoài đường á. Nhưng mà không biết làm sao, cứ mỗi lần đến ăn á thì mình có một cảm giác rất là đặc biệt. Ngoài cái vị của nước dùng ra thì nhìn bà và ông á, mình cảm thấy rất là thân thương luôn, giống như là ông bà của mình vậy á. Không biết các bạn nào giống mình không ta? Mặc dù á là ông bà đã lớn tuổi nhưng mà rất là nhanh nhẹn luôn, trộm vía 1000 lần. Và bà thu dọn cái chỗ bán của bà á, rất là gọn gàng luôn. Bà bán á thì ông ngồi lặt rau muống ở bên trong nhìn hạnh phúc ghê luôn á. Không biết là sau này mình già đi á thì còn có người mà tâm sự rồi chia sẻ công việc như vậy không nữa. Bánh của bà sẽ có bán hai loại, đó là bánh canh với lại canh bún. Mỗi tô sẽ có giá từ 15k tới 20k tùy các bạn thích ăn to hay nhỏ nha. Một tô sẽ đầy đủ topping bao gồm là chả cá nè, huyết và một miếng da. Cái phần nước dùng á bà không có nêm nếm đậm đà đâu, nó chỉ hơi nhạt nhạt một xíu và có thêm một xíu vị ngọt nữa. Nếu như mà các bạn có nhu cầu ăn chua cay mặn ngọt á thì cứ bỏ vào nha, nhưng mà nhớ nếm trước rồi mới bắt đầu nêm, chứ không á là lỡ tay nêm á là nó lố vị á là ăn không có ngon đâu à nha. Còn về cái phần topping á thì chả cá nó không có được dai lắm đâu, nói chung á là ăn cái vị nó cũng được. Còn cái phần huyết á là nó mềm lắm luôn á mọi người, chỉ cần nó gấp á là nó tự nó bể ra luôn á. Các bạn thấy mình đang gấp không? Cái này á là do chắc là để ở phía trong phần cái nước dùng lâu quá nên nó bị rụt á, chứ không có phải là do huyết để hay là như thế nào đâu nha. Còn cái phần rau muống á là được ông bà luộc vừa chín tới, bởi vậy nên nó vẫn giữ được cái độ giòn, nhưng mà không có phải giòn rồm rộp đâu nha, nó giòn nhẹ nhẹ thôi á mọi người, chứ không phải là hả mềm ạch hoặc là dai nhách đâu. Gánh của bà sẽ bán từ 6 giờ sáng cho đến khi hết, nói chung á là hết lúc nào là đóng cửa lúc đó. Bởi vậy nên nếu như mà các bạn chưa ăn sáng á thì ghé qua bà ăn sáng nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, bye bye.